Lời hứa của Trường Giang trong lễ đính hôn với Nhã Phương khiến ai cũng xúc động rơi nước mắt. Lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương diễn ra vào tối 24 tháng 8 tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Ngày 20 tháng 8, Nhã Phương, Trường Giang đều chính thức xác nhận chuyện lên xe hoa với Trường Giang. Cả hai đều bày tỏ sự mong muốn nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hôm qua 24 tháng 8, Nhã Phương, Trường Giang tổ chức lễ đính hôn ở một resort sang trọng ở Hội An. An ninh bị thắt chặt, toàn bộ khu vực buổi lễ được cặp đôi bao trọn. Có khoảng 50 người làm công tác bảo vệ cho bữa tiệc và bảo vệ phải liên tục kiểm tra các thiết bị như điện thoại của khách mời để tránh việc hình ảnh bị lan truyền ra bên ngoài. Chỉ có những vị khách có thiệp mời mới được tham dự. Do vậy, những thông tin, hình ảnh về lễ đính hôn của nam danh hài và nữ diễn viên là vô cùng hiếm hoi. Trong lễ đính hôn, cô dâu Nhã Phương xuất hiện xinh đẹp như một nàng công chúa trong chiếc váy cưới được lấy ý tưởng về tình yêu trong sáng với phần nổi bật là họa tiết thêu hoa baby của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Còn chú rể Trường Giang diện áo sơ mi trắng thực hiện nghi lễ trao nhận đính hôn trước sự chứng kiến và chúc phúc từ mọi người. Nơi diễn ra lễ đính hôn của Trường Giang Nhã Phương là một resort cao cấp. 4 villa với giá 1.000 đô một đêm được thuê riêng cho người thân nghỉ ngơi. Không gian buổi lễ được bày trí tao nhã với tông màu chủ đạo là màu trắng. Chỉ có khoảng 10 bàn tiệc ở khu vực diễn ra lễ đính hôn. Theo lời kể của một vị khách, giây phút khiến nhiều người xúc động nhất trong lễ đính hôn chính là khoảnh khắc bố Nhã Phương dắt tay con gái và trao cho Trường Giang, chứng kiến niềm hạnh phúc của cặp đôi, khách mời đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Cũng trong giây phút này, chàng hề xứ quảng nắm chặt tay Nhã Phương và chia sẻ: "Những người có mặt tại đây hôm nay đều là người thân thiết nhất với Trường Giang và Nhã Phương. Hạnh phúc với Nhã Phương là điều khó khăn lắm tôi mới có được, vì thế tôi sẽ trân trọng hạnh phúc này." Chỉ một đêm sau khi nhận tin, Quốc Thuận đã gom được số tiền khủng ủng hộ nghệ sĩ Lê Bình chuyển tận tay. Mới đây, Quốc Thuận thông báo anh đã nhận hơn 150 triệu đồng từ đồng nghiệp, bạn bè, khán giả gửi ủng hộ diễn viên Lê Bình. Trong hôm nay, anh sẽ vào viện thăm và trao số tiền này cho Lê Bình. Sau thông tin Lê Bình đang điều trị ung thư phổi ở bệnh viện 175, Quốc Thuận, Cát Phượng cùng nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng đang bắt đầu nhận quyên góp để hỗ trợ thêm cho Lê Bình an tâm điều trị bệnh. Dù tình hình sức khỏe chỉ vừa được hé lộ, song những lời kêu gọi giúp đỡ diễn viên Lê Bình cũng đang nhanh chóng được chia sẻ trong thời điểm này. Mới đây, Quốc Thuận thông báo anh đã nhận hơn 150 triệu đồng từ đồng nghiệp, bạn bè, khán giả gửi ủng hộ diễn viên Lê Bình. Trong hôm nay, anh sẽ vào viện thăm và trao số tiền này cho Lê Bình. Quốc Thuận thông báo anh đã nhận hơn 150 triệu đồng từ đồng nghiệp, bạn bè, khán giả gửi ủng hộ diễn viên Lê Bình. Trên trang cá nhân, diễn viên hài Quốc Thuận viết: "Từ chiều hôm qua 23 tháng 8 đến hôm nay, đồng nghiệp và tất cả quý khán giả thân hữu yêu mến nghệ sĩ Lê Bình đã chuyển vào tài khoản của Quốc Thuận với số tiền là 155 triệu 200 nghìn đồng. Trong hôm nay, Thuận sẽ đến thăm chú và chuyển số tiền này đến chú Lê Bình, cùng với những tin nhắn, lời chúc cũng như chia sẻ tình cảm của tất cả mọi người gửi đến chú. Thay mặt Lê Bình, nghệ sĩ cho phép Quốc Thuận gửi lời cảm ơn đến từng quý vị khắp nơi đã yêu thương và quan tâm chia sẻ đến chú, và đặc biệt là những người đồng nghiệp của tôi. Những anh em đã chung tay bằng một tình nghệ sĩ rất đẹp, tuyệt vời, không lập lòe, màu mè và rất chân thành." Hôm qua, nghệ sĩ Cát Phượng cũng đã đến bệnh viện trao số tiền 300 triệu cho Mai Phương, cũng đang điều trị ung thư phổi, đồng thời thăm hỏi Lê Bình đang điều trị cùng khoa. Nói về người anh em Lê Bình, Cát Phượng bày tỏ: "Thương ông anh, thương người đồng nghiệp đáng kính, anh cả đời cống hiến cho những vai diễn, anh cười và anh luôn cười, giống như bé Mai Phương vậy. Có lẽ anh và kẻ bé Mai Phương không muốn ai thấy tinh thần của mình suy sụp, không muốn có ai rượu rã đau buồn vì mình. Dựa vào vai anh, tôi nghe được hơi thở mệt mỏi của anh và biết được lúc chụp hình anh cười, nhưng tôi thì rơi nước mắt vì sự mạnh mẽ kiên cường của anh." Diễn viên Lê Bình sinh năm 1953, xuất thân trong một gia đình gốc miền Tây. Quê cha ở Sa Đéc, quê mẹ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, ông được biết đến với vai trò diễn viên trong hơn 60 phim điện ảnh và phim truyền hình như Mùa Len Châu, Đức Phương Nam, Vịt Kiêu Đồng, Cô Gái Xấu Xí. Từ một họa sĩ vẽ tranh truyện, truyền cổ động, ông đã trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham dự liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp. Ông đã giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu EDCAP, 5B và Phú Nhuận. Đôi mây váy cưới giống Nhã Phương, Cát Phượng sắp lên xe hoa với Kiều Minh Tuấn. Nếu đám cưới của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sẽ diễn ra trong thời gian ngắn nữa, thì đây sẽ là thông tin cực vui dành cho người hâm mộ.
Hôm qua 24 tháng 8, lễ đính hôn của cặp đôi hot nhất showbiz Việt Trường Giang nhà Phương đã chính thức diễn ra tại một resort 5 sao sang trọng và hành tráng tại Hội An, Quảng Nam. Vốn kính tiếng nên ngày trọng đại của cặp đôi được bảo vệ nghiêm ngặt với hơn 50 bảo vệ. Ngay từ sáng sớm, mọi công đoạn chuẩn bị được gấp rút hoàn tất. Cho đến hiện tại, những hình ảnh về thời khắc quan trọng của cả hai đều được giấu kín. Tuy nhiên, phần áo cưới của cô dâu đã được chính nhà thiết kế tiết lộ. Theo đó, nhà thiết kế đã mất 20 ngày để thực hiện nên trang phục đặc biệt để nhã Phương diện trong ngày trọng đại. Chiếc váy cưới được thiết kế kỹ lưỡng, lấy tưởng từ tình yêu trong sáng và nổi bật với họa tiết hoa thêu. Ngay khi thấy hình ảnh nhã Phương xinh đẹp trong chiếc áo cô dâu, phản ứng của nữ diễn viên Cát Phượng đã khiến người hâm mộ xôn xao. Cụ thể, cô Cát nhắn nhủ nhà thiết kế, mai mốt nhớ may cho bà Cát cái áo thiệt đẹp ngang ngửa như vậy nghe không? Ngay khi ấy, khán giả cực hào hứng và đặt câu hỏi, phải chăng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng sắp tổ chức hôn lễ hoành tráng? Cát Phượng và người yêu đã đăng ký kết hôn, sống cùng một nhà nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Bởi lẽ họ nghĩ rằng hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức và không quyết định được việc cả hai có gắn bó lâu dài hay không. Không chỉ yêu và che chở cho Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn còn rất thương con riêng của bạn gái. Anh là người mà nhiều năm sau này đã dạy dỗ và chăm sóc cô bơm tận tình. Rò rỉ thực đơn lễ đính hôn của Trường Giang nhà Phương cực sang và nhiều món hoa đến cả mắt. Lễ đính hôn diễn ra tại một resort chuyên đón khách Tây với các món ăn Tây, nhưng nhà Phương và Trường Giang quyết định chọn thực đơn truyền thống để phù hợp với gia đình và họ hàng. Theo nguồn tin riêng, lễ đính hôn của nhà Phương và Trường Giang vào tối 24 tháng 8 gồm 17 bàn tiệc, mỗi bàn 10 khách. Như vậy, số lượng khách của bữa tiệc khoảng 170 người, chưa tính các vị khách đi kèm bất ngờ. Thêm vào đó, giá cổ là 900.000 đồng một người, chưa bao gồm nước uống. Như vậy, với lượng khách ước từ 170 đến 200 người, số tiền đầu tư cho riêng phần cổ là từ khoảng 153 triệu đồng cho đến 180 triệu đồng, chưa tính các dịch vụ đi kèm bữa tiệc. Điều đặc biệt hơn là thực đơn được phía quản lý nhà hàng của resort coi là một lựa chọn bất thường. Thay vì chọn những phần ăn theo phong cách thường thấy của nhà hàng này, Trường Giang và Nhã Phương đã quyết định lên một thực đơn hoàn toàn mới để phù hợp với gia đình họ hàng, vốn là những người dân quê. Cụ thể, nhà hàng này có thế mạnh là các món ăn Âu Á vì chuyên phục vụ du khách người nước ngoài với giá khoảng từ 1 triệu đồng một người trở lên. Thực đơn món Việt cũng đa dạng nhưng hầu như được chế biến theo phong cách mới để phù hợp với nhiều đối tượng thực khách và giá tương đương. Bởi vậy, khi tiếp cận các thực đơn này, phía Trường Giang Nhã Phương cảm thấy không phù hợp. Ban đầu, Trường Giang định lựa chọn một thực đơn gồm những món ăn cao cấp sang trọng để đại khách. Nguồn tin riêng của báo cho biết, nhưng gia đình hai bên đã góp ý cho rằng các vị khách đều là bà con họ hàng ở quê của mọi người, có khẩu vị Việt Nam, nên hợp hơn với những món ăn thuần Việt. Bởi vậy, phía Trường Giang và Nhã Phương quyết định lên một thực đơn khác với đầu bếp để đảm bảo bữa tiệc là các món ăn Việt quen thuộc. Trong bức ảnh chụp tấm bản thực đơn tiệc đính hôn Trường Giang Nhã Phương mà báo có được, các món ăn khai vị như nem lụi, bò nướng xiên, canh cua, canh sườn, các món thêm là gà xào, bò xào, rau và mì. Phần chính của bữa tiệc là BBQ, gồm toàn các món Việt như tôm, cá hồng, cá bớp, nghêu, ốc, sò điệp, khoai lang, bò xiên, cánh gà và sườn heo. Đây là những sao Việt đầu tiên giúp đỡ khiến nghệ sĩ Lê Bình rơi nước mắt trong phòng bệnh. Trước hoàn cảnh khó khăn của nam nghệ sĩ, các đàn em đã nhanh chóng kêu gọi giúp đỡ anh trong thời điểm này. Khi thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi và đang điều trị tại bệnh viện, hoàn cảnh gia đình khó khăn đang khiến khán giả rất xót xa, thì lại có thêm một nghệ sĩ khác rơi vào trường hợp tương tự. Cụ thể, nghệ sĩ gạo cội Lê Bình cũng đang chống chọi căn bệnh quái ác này trong vài tháng qua. Một tài khoản được biết là một khán giả thấy nam nghệ sĩ nằm trong bệnh viện nên đã đăng tải thông tin này. Theo đó, nghệ sĩ Lê Bình đã thực hiện 4 lần hóa trị. Ông nằm cùng bệnh viện cùng khoa với Mai Phương, nhưng ông không muốn chia sẻ bệnh tình của mình vì sợ đoàn phim sẽ cắt ngang hợp đồng, không có tiền để tiếp tục chữa trị. Đứng trước hoàn cảnh này, các sao Việt đã nhanh chóng liên tiếp chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để mong mọi người chung tay giúp đỡ. Mới đây nhất, nghệ sĩ Lê Bình đã đăng tải trên trang cá nhân những người âm thầm giúp đỡ ông. Xin cảm ơn những lời quan tâm, chia sẻ của tất cả đồng nghiệp và khán giả, và đặc biệt và các bạn khán giả ở Tiền Giang. Mặc dù chưa từng gặp mặt, chỉ biết Lê Bình qua phim ảnh nhưng vẫn chia sẻ, và một số bạn hữu khán giả đồng nghiệp đã giúp đỡ để Bình vượt qua cơn đau này. Cụ thể, Diệp Bảo Ngọc đã gửi đến người chú trong nghề mà cô quý mến số tiền 20 triệu đồng.
Nam diễn viên Trương Nam Thành cũng gửi số tiền 10 triệu đồng để góp phần giúp nghệ sĩ Lê Bình chi trả viện phí. Khi thấy mọi người yêu thương mình, diễn viên Đức Phương Nam không ngừng rơi nước mắt. Ông chia sẻ, sáng nay dậy sớm trong bệnh viện, mượn hình bác ba đờn phim. Thế thái nhân tình để cảm ơn, cái tật nhạy cảm đến giờ cũng không bỏ được. Đọc những lời nhắn nhủ thăm hỏi động viên của các anh chị em đồng nghiệp, của khán giả thân quen và của những người xa lạ chưa từng gặp mặt mà bỗng dưng muốn khóc, nước mắt rơi không ngăn được. Cảm ơn những chân tình, nguồn động viên, tình cảm rất lớn để thấy mình không cô đơn trong lúc này. Cảm ơn nhiều lắm, hít một hơi dài đè nén, nước mắt sau vẫn rơi. Nghệ sĩ Lê Bình đã rụng hết tóc, người gầy đi hơn nhưng vẫn rất lạc quan vì chứng kiến được tình cảm mà mọi người khắp nơi dành cho mình. Xót xa trước nụ cười lạc quan của nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương trong một khung ảnh. Dù ở trong hoàn cảnh bệnh tình, nhưng cả hai cũng trấn an người thân, khán giả bằng nụ cười tươi tắn. Khi thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi và đang điều trị tại bệnh viện, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Theo đó, từng hình ảnh diễn biến bệnh tình đều được cập nhật thường xuyên và thu hút sự quan tâm của khán giả khắp nơi. Khi câu chuyện của nữ diễn viên đang khiến khán giả xót xa, thì lại có thêm một nghệ sĩ khác rơi vào trường hợp tương tự. Cụ thể, nghệ sĩ gạo cội Lê Bình cũng đang chống chọi căn bệnh quái ác này trong vài tháng qua. Nghệ sĩ Lê Bình đã thực hiện 4 lần hóa trị, ông nằm cùng bệnh viện cùng khoa với Mai Phương. Nhưng ông không muốn chia sẻ bệnh tình của mình vì sợ đoàn phim sẽ cắt ngang hợp đồng, không có tiền để tiếp tục chữa trị. Ngay lập tức, hàng loạt sau việc đã tiếp tục chia sẻ trường hợp của nam nghệ sĩ lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, thêm một hành động khiến người khác nghẹn lòng khi nghệ sĩ Lê Bình bộc bạch, chú già rồi sống nay chết mai. Để mọi người dồn sức chữa trị cho Mai Phương, nó còn trẻ cần sống để nuôi con nhỏ. Mới đây nhất, một số nghệ sĩ đã đến thăm diễn viên Đức Phương Nam tại giường bệnh. Đặc biệt hơn, Mai Phương cũng được người nhà đẩy xe đến gặp bậc cha chú. Hai nhân vật nổi tiếng cùng một căn bệnh, hoàn cảnh khó khăn như nhau, nhưng khi gặp gỡ họ lại nở một nụ cười vô cùng lạc quan. Bệnh thăm bệnh, vui tình nghệ sĩ. Nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ, khoảnh khắc này đã làm nhiều người ấm lòng nhưng không khỏi xót xa. Được biết, bệnh tình của Mai Phương đã có chiều hướng tích cực hơn. Cơ thể của nữ diễn viên tiếp nhận thuốc tốt và không phải hóa trị nữa. Hiện tại mọi người vẫn đang ra sức kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân cho hai nghệ sĩ này.